Thái quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay đã trở lại với kênh YouTube của Long Thăng. Thì anh em Long Thăng dẫn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đi đến những cái clip rau. Đây là trước mắt anh thấy có rất là nhiều rau cải. Này là xà lách, rau xà lách. Phía bên trong còn rất nhiều, để vô xin phép mấy cô chú quay chia sẻ cho cả nhà cùng xem ha cả nhà. Này là clip ngò gai nha cả nhà. Ngò gai này cũng già nè, lên bông hết trơn rồi. Thấy trong đó có bà cô hay bà chị gì đang làm trong đó, vô hỏi. Ở đây thấy có gạo tí tô nữa hay gì á, mà cái lá, thấy cái lá không à, còn cây không. Ngồi gai quá nhiều luôn. Con chào bác, em chào chị. Bác cho con xin phép quay đoạn video chia sẻ lên cho khán giả xem rau cải của mình nha bác. Dạ dạ. Dạ dạ. Tại con sợ, nhiều khi con sợ bị la cho nên. Nó đâu có la mà nó được chém không, nó có la. Nó chơi vậy chứ, quay chứ làm dạ. Gì. Đừng có nổ của nó, dục thôi. Cái này là rau tí tô này cả nhà. Tươi ghê luôn. Cái này mình nhỏ mình căng mối hay là mình đem ra chợ hả bác? Căng mối. Căng mối nha. Rau tươi ra đây nè. Này bà chị bà mới lựa lại, bà rửa xong luôn. Còn bên đây là rau lan. Đi qua đây nè. Dạ bọn này đấy trả lời cho người ta. Ở bên đây như quế, con thấy quế với ngò gai nè. Dạ. Dạ. Bên đây cũng có hai mấy clip ngò gai nữa nè cả nhà. Dạ dạ. Chưa dở hả? Mấy cái này là mấy cái bét để tứ phun xương tự động á. Đi qua cái gạo thơm kìa, clip gạo thơm kìa. Dạ dạ. Này là gạo thơm này cả nhà. Rau hôm rất là tươi luôn nè. Này là rau sạch, rau nhà trồng thì lúc nào cũng sạch nha. Tươi ghê, không có bị sâu xia đồ này kia nè. Người dân chăm sóc thật là tỉ mỉ luôn. Cỏ cũng không có nữa. Bên đây là vàng mướp, chuẩn bị lên vàng nè, bò chuẩn bị lên vàng. Bên đây toàn bộ tất cả hai clip bên đây toàn là rau thơm không cả nhà ơi. Giờ con mời quý ông bà cô chú anh chị mình đi qua clip khác nha cả nhà. Đây. Bên đây là clip rau nhấp cá cả nhà. Toàn bộ khu vực bên đây là rau nhấp cá nha. Bên đó cũng rau nhấp cá luôn. Để lại hỏi bà cô này. Ôi, bên đây là tí tô.
Bên đây là ga Tí Tô. Cô đang hái rau hả cô? Dạ. Ở đây con thấy mình trồng rau hôm với rau Tí Tô nhiều quá ha. Cái này mình nhổ là mình căn mối chợ cô. Dạ dạ. Bên đây clip bên đây rau Tí Tô cả nhà. Bên đó chắc rau hôm kìa. Rau thơm quá trời tốt luôn nè cả nhà. Rau sạch nè. Để con chào cô chú. Dạ. Đang nhổ rau hả cô chú? Dạ. Rau mịn nay đỡ không cô? Cũng có giá 17-18 ngàn ký. Dạ, cũng đỡ ha. Con thấy rau mình sạch lắm luôn á. Tươi quá tươi luôn. Dạ. Dạ con ở bên Bình Mỹ bên đây nè. Dạ chia sẻ đến đời sống cho khán giả đồ xem mình quay cảnh rau củ quả bến phà này bến phà kia rồi đó. Dạ. Lại đây quay bó hôm nè, nhìn nè. Rau không có một miếng sâu luôn á. Rau đẹp lắm. Rau xanh ngon không? Súng tên nó luôn. Rau hôm mà không hôm thì bên cái ngành gì? Dạ con làm YouTube. Dạ. Chiều nay cô mở tivi lên là cô thấy cô ở trên đó đó. Dạ. Được lên đài, lên dạ. Truyền hình nè. Lên truyền hình. Ở đây mình trồng cái rau thơm với Tí Tô được không hả cô? Rau thơm, Tí Tô, rau nhấp cá. Dạ. Coi như bên đây thì đủ thứ hết trơn á. Rau này, rau kia, rồi hành, rồi ngò dí cải gì cái khu vực này là có điều hết. Dạ. Nãy con thấy clip Tí Tô bên đó cũng tốt quá, bà chị kia bà cắt nhìn ngon ngon không? Dạ. Đó này cũng bò cũng có giá đỡ đỡ. Dạ. Trước thì Tí Tô cũng rẻ đó, có đợt có 5.000 đó, cỡ này chắc cũng 10 mấy ngàn đó. Ba cái rau này thì miền Tây mình cung cấp lên trên mấy cái đô thị trển chứ trển làm gì có. Dạ. Con xin phép cô chú con đi quay vòng vòng rồi. À. Rồi rồi. Dạ. Con cảm ơn nghe con mời cô chú. Đi lại gần đây luôn. Ở đây là mấy cô hái là rau này là kêu bằng rau ngò ôm. Rau ngò ôm là để mình để dùng mà nấu canh chua, bỏ vô chế biến những nồi canh chua cho nó thơm ngon cả nhà. Đây là rau ngò ôm. Ở đây rau găm nữa nè. Có hai bịch rau găm rất là tươi luôn nè. Rau găm, hai bịch Tí Tô, hai bịch rau ngò ôm. Giờ mời cả nhà đi qua bên kia mình tìm hiểu thêm ha.
Kìa bên đó chú đây đang vô bao bì kìa. Quay nhanh với ta. Con chào chú. Đang là rau hả chú? Rau. Dạ. Cái này là mình đang vô bao bì đặng mình căn ký hay có chú? Dạ. Dạ. Rau năm nay con nhìn thấy clip nào nhìn cũng ngon, xanh lè, không có miếng sâu, không có miếng cỏ luôn. Dạ. Con cũng giái cho ông bà độ cho mấy người làm nông rồi tươi tốt rồi cho. Chứ còn thấy lúa là ở bên con là lúa là còn thấy tiêu rồi. Xẹp ha. Xẹp lép chân. Dạ nó xẹp nhiều lắm. Có khuôn thì nó còn đọng nước trong luôn á, nước mưa á. Ở đây hầu hết là cô chú trồng rau thơm với rau thơm với rau nhấp cá là nhiều kìa. Cái này mình làm xong chắc mình đưa lên, mình chuyển lên Sài Gòn mình bán hả chú? Hay là... Cái này bán ở đây không à? Dạ. Long Xuyên với Cao dạ. Lãnh. Dạ mình chuyển xuống Long Xuyên. Bạn hàng nó lại lấy, dạ. Ta bán với mình, không bán mình bằng không à? Mình đem ra ngoài đường đây là, ví dụ nó dặn như vậy đó. Dạ dạ. Chứ mình không có đi bán thẳng. Ở đây là mình bằng ra, bạn hàng lại nó mua. Dạ. Ví dụ người... 50-100 ký rồi vậy đó. Dạ dạ. Mình đem ra đường đây cái nó lại lấy à. Nhìn những clip gao clip nào clip nấy xanh tươi. Dạ hồi nãy thấy chạy vô rồi mà. Dạ con chạy vô nhưng con thấy cô chú còn ít á, với lại con đi kiếm người hỏi để biết có cho vô quay không. Con đi kiếm người hỏi. Không cho sao không? Con sợ nhiều khi đi vô quay đây rồi mình không có xin phép người ta. Dạ có người ta không chịu, người ta nói làm gì cũng phải hỏi ý người ta một cái. Nãy con chạy lên kia con gặp chú kia con hỏi. Ông nói vô quay đi, giờ mấy cô chú đang làm chổng đông lắm. Bên đó cũng có hai cô đang lặt rau thơm bên đó nữa cả nhà. Dạ hai cô bên đây nè. Còn cỏ hả? Con xin phép con đi quay vòng vòng chút. Chú đang vô bao bì để mà mình cho bạn hàng lại căng cái nè. Vô mình vô bao bì căng sẵn với nhau cái để bạn hàng lại bạn hàng lấy à. Những cái bao cái bịch này chắc hai mấy ký. Mười mấy ký. Bịch này trung bình vậy lại nhiêu ký chú? Dạ 5 ký. Vậy mà con tưởng đâu hai mấy ký không ạ. Cái này chỉ có 5,5 ký bịch thôi nghe nè. Mà chú tính là 5 ký. Dạ. Chú căn dư á là chú giống như chú trừ hao vậy đó. Là 5,5 ký chú tính có 5 ký à. Mỗi bịch vậy là 5 ký. Dạ dạ. Con cảm ơn chú ơi. Đây cái chú các cô các chú nông dân ở đây trồng rau cả nhà. Là đều lấy nước ở dưới cái những cái ao này nè, là nước mưa nó đọng lại cái nè. Rồi xong rồi truyền ống lên cho nó phun bét, phun tưới tự động vậy nè. Cho nên rau rất là sạch, rất là tươi. Ngò gai mùa này chắc hơi già nên có bông nè. Đó, cuối cùng mình cũng tìm được rau
Rau gì nãy mới nói quên tiêu rồi, rau nấu canh chua á. Rau ngò ôm, đúng rồi đó. Rau ngò ôm nó nguyên về đó. Rau ngò ôm thì mọc theo mé nước không à. Mấy cây dài dài á. Nó. Rau đó thơm bưng à. Ăn canh chua là không thể thiếu rau đó được. Bên đây ngò gai nữa nè cả nhà ơi. Ở đây hầu hết là những cô chú là trồng là rau thơm nè, tí tô nè, ngò gai nè, cải xà lách, hành, có quế nữa. Nhưng mà thường thường thấy rau thơm với ngò gai là nhiều cả nhà. À, hồi nãy quên nữa, quên giới thiệu. Còn rau nhấp cá nữa cả nhà. Cái này mình cũng không biết kêu sao cho đúng là nhấp cá hay là gấp cá hay là nhép cá gì đó. Nói chung mình cũng không biết kêu sao cho đúng cái tên rau này. Thì cả nhà nào mà biết cái từ ngữ chính comment xuống dưới cho em biết với nha. Chứ em hồi nào giờ cũng nghe kêu rồi nhấp cá. Có người kêu rau gấp cá. Mình sợ mình nói đây rồi sai chính tả. Hầu hết thì nước mưa nó đọng xuống những cái ao như thế này nè. Rồi mấy cô chú đặt máy motor rút nước lên phun tứ thôi. Rất là sạch chứ không có nước ở gì mà gọi là ô nhiễm vậy. Cho nên rau rất là nhìn xanh ngon, tươi sạch. Đây là cải, đây có hai loại cải cả nhà. Líp này nè, líp này với líp này là cải ngọt. Hai líp giữa là cải bẹ xanh. Chào cô. Mình làm cỏ hay gì cô? Dạ. Có chuyện gì không? Dạ không, con hỏi đặng con xin phép quay rau cải thôi. Dạ con ngồi cũng đâu sao đâu. Con chỉ sợ cô ngại thôi chứ. Ờ đúng rồi đó, lên thành xấu lắm. Chào chị. Bên đó có mấy cô lặt kìa, đi qua. Ê, cái bà dọn đẹp đẹp kìa, đâu qua quay thành kìa. Con chào mấy cô nha. Này là mấy cô đang lặt ngò gai này cả nhà. Ủa cô tới thiệt hả? Thiệt cậu rồi. Cô có thiệt hả? Dạ. Sao nhưng mà tới thì sao? Không có cái đồn về này, có đồn về mà. Ờ có gì đâu, con mặt lên nên chị thỉnh gì sao? Hỏi cho nó nghe lời cho mẹ. Cậu gì đâu. Đấu quá là chị. Bó ngò này cả nhà. Ngò gai. Dạ. Con xin phép quay vài đoạn đến khán giả mình xem nha chú. Dạ. Dạ.
thế này, cái này là mình gì là mình đi bỏ mối luôn, đi căng cho mối luôn hay sao, hay là mình đem ra chợ chứ? Cái này mình vẫn hàng lớn nó lấy. Dạ. Cũng như nó mà nó đặt mình phải không? Dạ. Mình làm sẵn vậy nè, cái nó mình nhổ đó. mình phải rửa sạch sẽ gì nó mới lấy hả? Ừ, ừ. Rau này còn thấy cái nếp nào cũng tốt chứ. Ừ. Nhìn rau xanh ngon thiệt. Rồi cái này. Bữa nay là 10.000. Giá là 10.000 ký hả chú? Giá 10.000 ký. Vậy là có mình có tốt chưa ha, hay là nó còn lên nữa? Nó còn lên nữa đó. Còn lên nữa. Dạ là kiếm mua hồ mẫu dữ lắm. Dạ, con thấy gì cũng đạt tiêu chuẩn, cây cũng bự mà xanh non gì mà có 10.000 thôi. Ừ. 10.000 ký mình làm sẵn nè. Dạ. Tính ra mình làm sạch sẽ gì mà có 10.000 thì cũng đâu có đâu có được đạt tiêu chuẩn gì mấy đâu cả nhà. Ở đây là hầu hết là mấy chú bán rau là phải làm sạch sẽ hết, vô bao bì sẵn hết rồi bạn hàng mới lại lấy, mà chỉ có 10.000 ký rồi cả nhà. Mình là chỉ có nhiêu đây thôi, hay là còn khu nào nữa không chú? Còn gái hả? Thôi giờ tất cả rau cải luôn. Đây nguyên khu rồi nè, dọn rồi đó, nước cá rồi đó. Dạ. Rau ở đây toàn là rau sạch không cả nhà, do nước mưa xuống dưới cái những ao này nè. Rồi mình đặt máy mình phun vét lên vậy nè. Chứ không có quá chắc, không có thuốc hại gì chứ. Rau rất là xanh tươi đẹp. Con mời cả nhà đi qua cái clip bên kia quay sơ, con xin phép con đi chứ. Rồi qua cây đu đủ nè. Anh trèo lên cái đồi. Thưa quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, đây là quế nè. Hầu hết ở đây rau ở đây lại gần quay cho cả nhà thấy rõ hơn em. Hầu hết thấy là rau ở đây là đều là tươi tốt, cái nào cũng xanh tươi tốt, không có sâu thuốc gì trên cái này. Thậm chí là rau thơm bên đây cũng vậy nè. Là do là rau mà được tươi tốt như vậy là cũng do là một phần là người chủ người ta trồng, người ta kỹ lưỡng, sạch sẽ. Rau không có bị sâu, bị... Trời ơi, coi ba cây đu đủ kìa. Ba cây đu đủ chắc. Ba cây đu đủ trái ghê luôn cả nhà. Ở đây thì thấy bạn hàng cũng chạy ra vô khá là nhiều. Qua quay clip tí tô đó cái nữa cái. Quay tổng sơ mấy cô kìa. Tính ra cây bông quế này nó cũng đẹp ha, chứ đâu có ấy đâu. Thì người dân miền Tây thì hay sinh sống là trên trồng rau, ao nuôi cá, chỉ có như thế thôi cả nhà. Xứ gãy thì trồng gãy, còn những người ta làm nông có ruộng thì ta trồng ruộng, trồng lúa. Đây là cái clip rau tí tô này cả nhà. Hầu như nãy giờ là clip nào cũng đều xanh tươi tốt đẹp chứ. Đó, đây là clip rau tí tô nha cả nhà. Đây là cái trại mà mấy chú để dựa gom. Để mà khi mình thu hoạch clip này xong á, mình xới đất lên rồi mình tủ gom lên trên, xong mình gieo giống khác lại nha cả nhà. Đây là cái chòi, giống như cắt chòi lên vừa chứa gom mà vừa nghỉ trưa, mấy chú đi đồng mệt mỏi vô ngồi nghỉ trưa nó cũng khỏe.
Rồi anh em con xin khép lại clip tại đây luôn cả nhà ơi. Nếu cả nhà thương anh em con thì cho anh em con xin một like, một lượt đăng ký và nhấn cái chuông để theo dõi video tiếp theo của anh em con nghe thế nào. Chúc cả nhà có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Bye bye.